Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan một số các địa điểm nơi công cộng và chủ đề từ vựng mà chúng ta sẽ học hôm nay sẽ là chủ đề Public Places, các địa điểm nơi công cộng. Có rất nhiều địa điểm mà tôi muốn giới thiệu với các bạn, tuy nhiên chúng ta sẽ ghé thăm địa điểm đầu tiên, đó là trường học. Đây là một ngôi trường với những tà áo dài thướt tha và nó gợi lại cho chúng ta rất nhiều điều về cái thời chúng ta đi học, có thể là học cấp 1, học cấp 2 hoặc học cấp 3. Đó là đều là những thời mà có nhiều kỷ niệm. Mời các bạn nghe từ trường học và đọc theo. School. 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 Đó là từ trường học. Chúng ta nghe lại một lần nữa và đọc theo này. School. 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 Rồi, từ này dễ đọc đúng không ạ? Trường học. Địa điểm thứ hai mà cũng rất là ấn tượng với một số người, đó là lớp mẫu giáo. Chúng ta có từ lớp mẫu giáo khá là dài, mời các bạn nhận dạng cách viết trên màn hình và cùng nghe cách đọc này. Kindergarten. 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 Đấy, từ lớp mẫu giáo. Và chúng ta cùng nghe lại một lần nữa và đọc theo. Kindergarten. 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 Lớp mẫu giáo. Cũng liên quan đến việc học hành, đó là khi chúng ta học xong phổ thông, nhiều người trong số chúng ta sẽ đi học đại học. Và trường đại học cũng là một nơi có nhiều kỷ niệm. Mời các bạn nghe từ trường đại học. University. 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 Đó là cách đọc, cách viết trên màn hình chúng ta nhận dạng được rồi đúng không ạ? Mời các bạn nghe lại một lần nữa và đọc theo từ này để luyện. University. 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 Đó là trường đại học. Một lần nữa nhé. University. University. Các bạn chú ý cái trọng âm. Một nơi tất nhiên là chúng ta cũng không thích đến một chút nào, nhưng đôi khi chúng ta vẫn phải đến, đó là bệnh viện. Và bệnh viện trong tiếng Anh được đọc như sau. Hospital. 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 Đó là từ bệnh viện. Mời các bạn nghe lại một lần nữa và đọc theo nhé. Hospital. 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 Bệnh viện đấy. Một lần nữa. Hospital. Hospital. Một địa điểm khác mà rất nhiều người muốn đến, đặc biệt là chị em phụ nữ và các em nhỏ, đó là siêu thị. Đây là một siêu thị. Và từ siêu thị trong tiếng Anh được đọc là supermarket. 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 Từ này tôi nghĩ là rất là quen thuộc của chúng ta rồi. Chúng ta đọc lại một chút để gọi là làm quen lại. Supermarket. 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 Đó là cách đọc. Chúng ta lưu ý là đọc cho đúng cái trọng âm. Đây là nhà ga. Nhà ga xe lửa chúng ta có thể thêm từ train vào đằng trước, nhưng chúng ta cũng có thể để không. Station. 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 Đó là từ nhà ga. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Station. 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 Rồi, nhà ga xe lửa. Địa điểm tiếp theo chúng ta có thể đến tham quan, đó là bến cảng. Trên màn hình của các bạn chúng ta có thể thấy cầu cảng Sydney. Và đây là cảng Sydney, một địa điểm rất là đẹp và nổi tiếng trên thế giới.
từ cảng cho tiếng Anh được đọc là harbor. 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 Đó, nó có nghĩa là cảng. Mời các bạn nghe lại một lần nữa và đọc theo. Harbor. 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 Cảng. Đã có cảng biển rồi, có sân bay. Đây là sân bay. Và từ sân bay chúng ta cũng quen rồi. Mời các bạn nghe và đọc theo. Airport. 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 Đấy. Các sân bay. Lần nữa nhé. Airport. 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 Sân bay. Địa điểm tiếp theo mà tôi muốn dẫn các bạn tới đó là rạp chiếu phim. Và đây là một rạp chiếu phim rất là hiện đại, đúng không ạ? Và tiếng phim chúng ta cũng quen rồi. Chúng ta cùng nghe cách đọc và cùng luyện đọc từ này. Cinema. 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 Đó, rạp chiếu phim. Chúng ta đi xem đá bóng hoặc xem các cái lễ hội biểu diễn lớn có thể tổ chức ở sân vận động. Và đây là sân vận động. Stadium. 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 Đó, sân vận động. Mời các bạn nghe lại một lần nữa và đọc theo từ này. Stadium. 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 Đó, sân vận động. Địa điểm tiếp theo chúng ta cũng cần phải biết đó là những nơi mà để đi thư giãn, giải trí cùng với gia đình vào những ngày lễ hoặc những ngày nghỉ, đó là công viên. Và công viên là nơi rất ưa thích của các em nhỏ. Mời các bạn đọc từ công viên. Park. 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 Công viên. Trong thành phố thì cũng có các hiệu thuốc. Và đây là một hiệu thuốc. Chúng ta cùng nghe cách đọc từ hiệu thuốc. Pharmacy. 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 Đó là cách đọc. Mời các bạn đọc theo từ này. Pharmacy. 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 Hiệu thuốc. Đây là một ngân hàng. Chúng ta có thể thấy trên màn hình. Đây là ngân hàng Citibank, ngân hàng là nổi tiếng thế giới. Và ngân hàng cho tiếng Anh được đọc là Bank. 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 Đó, đó là ngân hàng. Một lần nữa nhé. Bank. Bank. Hai địa điểm liên quan đến việc chăm sóc tóc. Đầu tiên đó là cửa hàng cắt tóc thường cho nam giới. Và tiếp theo đó là các cái hiệu làm đầu. Và chúng ta có hai từ cần ghi nhớ. Từ tiếng Anh thợ cắt tóc là barber. Và do vậy chúng ta có từ hiệu cắt tóc hay là cửa hàng cắt tóc là barbers.
chúng ta có thêm đuôi SC vào thôi. Thế còn bên dưới hiệu làm đầu, nhân viên hay là kỹ thuật viên làm đầu, chúng ta có từ hairdresser. 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 Đó, và do vậy chúng ta có cái từ là tiệm làm đầu sẽ là hairdresser. Hairdressers là tiệm làm đầu. Mời các bạn nghe lại hai từ này một lần nữa và đọc theo. Từ trên đó là gì? Cửa hàng cắt tóc trước này. Barbers. Barbers. Còn bên dưới tiệm làm đầu, tiệm uốn tóc. Hairdressers. Hairdressers. Đó, đó là hai từ. Mời các bạn nghe lại hai từ này một lần nữa nhé. Barber. Barbers. Hairdresser. Hairdressers. Chúng ta thích đi mua sách và chúng ta phải đến cửa hàng bán sách. Cửa hàng bán sách trong tiếng Anh thì có một từ rất là phổ biến, đó là bookstore. 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 Đó, đó là từ bookstore. Ngoài ra chúng ta có thể thay từ store bằng từ shop. Bookshop. Bookshop là cửa hàng bán sách. Bookstore là cửa hàng bán sách. Mời các bạn luyện tập từ này. Bookstore. 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 Với những người trưởng thành có thể đến quán rượu để uống rượu. Và quán rượu, đặc biệt là các quán rượu kiểu cổ, thì đó là pub. 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 Đó, đó là quán rượu. Mời các bạn đọc lại một lần nữa từ này. Pub. 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 Quán rượu. Quán cà phê, quán uống giải khát, quán uống bán đồ giải khát, đó là cafeteria. 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 Đó, đó là nơi gặp gỡ, uống nước, hàn huyên, tâm sự. Và chúng ta đọc lại một lần nữa nhé. Cafeteria. 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 Quán giải khát. Những người theo đạo Thiên Chúa thì có thể đến nhà thờ vào các ngày chủ nhật hoặc là các ngày lễ. Và ngày chủ nhật, ngày lễ, chúng ta cùng đến một nơi được gọi là church. 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 Đó, đó là nhà thờ. Mời các bạn nghe lại một lần nữa và đọc theo. Church. 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 Rồi chúng ta cũng phải đi làm. Chúng ta đến văn phòng, đến các cái trụ sở, các công ty chẳng hạn. Thì văn phòng là office. 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 Đó, đó là văn phòng. Mời các bạn đọc theo từ văn phòng một lần nữa. Office. 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 Văn phòng. Có người thì sẽ phải đến làm việc ở các nhà máy. Và nhà máy factory. 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 Chúng ta thấy cái nhà máy này đang phun khói lên trời đúng không ạ? Rất là gây ô nhiễm. Chúng ta cùng đọc lại từ nhà máy một lần nữa. Factory. 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 Đó, đó là nhà máy. Có những lúc chúng ta đi nghỉ ở nơi khác, chúng ta ở trong khách sạn
Và đây là một khách sạn rất là đẹp, có bể bơi. Và từ khách sạn trong tiếng Anh quá là quen thuộc của chúng ta rồi, nhưng chúng ta cũng đọc lại một lần nữa. Hotel. 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 Đó, khách sạn một lần nữa nhé. Hotel. 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 À, khách sạn. À, chúng ta đến thư viện để học, đến thư viện để tìm tài liệu, vân vân. Và thư viện trong tiếng Anh sẽ là library. 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 Đó, đó là thư viện. Mời các bạn nghe lại một lần nữa và đọc theo để luyện từ này. Thư viện này. Library. 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 Thư viện. Rồi đến ăn ở các nhà hàng. Đây là một nhà hàng rất là đẹp. Chúng ta có thể thấy có người phục vụ chuyên nghiệp này. Nhà hàng trong không gian rộng rãi và chuyên nghiệp. Chúng ta cùng nghe từ nhà hàng. Restaurant. 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 Đó, đó là nhà hàng. Chúng ta đọc theo một lần nữa nhé. Restaurant. 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 Nhà hàng. Còn đây là một cửa hiệu bán quần áo, và cửa hiệu nói chung sẽ là shop. 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 Đó, đó là từ cửa hiệu. Chúng ta đọc theo một lần nữa. Từ này cũng rất là quen rồi. Shop. 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 Đó, cửa hiệu. Các bạn đang nhìn thấy trên màn hình là hình ảnh quảng trường đỏ của thủ đô Moscow của Nga. Và chúng ta sẽ học từ quảng trường. Từ quảng trường trong tiếng Anh là square. 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 Một nơi rất là rộng, mọi người tập trung. Và chúng ta cùng đọc lại từ này một lần nữa. Quảng trường này. Nó có cách viết giống với cả từ hình vuông. Square. 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 Rồi, quảng trường. Trong một khu chung cư chúng ta có nhiều căn hộ, và một căn hộ trong khu đó được gọi là một apartment, và cả cái khu chung cư đó được người ta gọi là apartment block. Chúng ta cùng đọc từ khu chung cư này. Apartment block. Apartment block. Đó. Apartment block. Rồi, chúng ta đọc lại một lần nữa nhé. Khu chung cư. Apartment block. Apartment block. Apartment block. Rồi, khu chung cư. Chúng ta đến bưu điện để gửi thư, để gọi điện thoại, để gửi fax, để đóng tiền cước phí cho điện thoại, cho internet vân vân. Và bưu điện của chúng ta sẽ là post office. Post office. Post office. Rồi, đó là từ bưu điện. Mời các bạn đọc lại từ này một lần nữa. Post office. Post office. Post office. Đó, đó là từ bưu điện. Đây là bưu điện Hà Nội, ở ngay sát với Hồ Gươm, thủ đô của Hà Nội. Thủ đô Hà Nội. Và địa điểm cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là đồn cảnh sát. Chúng ta có một từ là cảnh sát trước, police, và từ trụ sở, station. Đó, chúng ta ghép thành đồn cảnh sát này. Police. Station. Police. Station. Police. Station. Đó, đó là đồn cảnh sát. Một lần nữa nhé. Police. Station. Police.
Station. Police. Station. Đội cảnh sát. Police station. Hình ảnh và cụm từ đội cảnh sát cũng kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay về chủ đề các địa điểm nơi công cộng. Chúc các bạn có thể sử dụng nhanh chóng những từ này trong giao tiếp. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.